Chào các bạn đã ghé thăm kênh Nhật Cuộc Sống Tại Đất Nước Papua New Guinea. Hôm nay mời các bạn sẽ cùng Nhật cùng đi du lịch đến một cái resort rất là xinh đẹp tên là Loloata. Resort cách thủ đô khoảng 30 phút đi xe, và cộng thêm là mình sẽ đi tiếp tục đi tàu. Mình sẽ bắt tàu tại đây, đi thêm hơn 30 phút nữa thì mình sẽ đến một cái hòn đảo ngọc. Trên hòn đảo ngọc đó là một cái khách sạn rất là đẹp, nhưng mà nó theo cái phong cách không phải là thiên nhiên truyền thống mà là phong cách hiện đại. Tất cả tại các tàu thuyền của các cái điểm du lịch đây thì họ thường là họ nhập bên Úc sang, cũng như là mình để ý là các cái chủ đầu tư của những cái khu nghỉ dưỡng ở bên Papua New Guinea cũng toàn là người nước ngoài, đa phần là người Úc. Rồi mình sẽ đi bộ vào khách sạn, bởi vì khu vực này xung quanh nó là san hô cho nên tàu nó sẽ không thể tiến sâu hơn để cho khách họ đi vào khách sạn. Mình sẽ đi lên một cái đường, một cái walkway quay bằng gỗ như thế này. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào sảnh. Sảnh đầu tiên mình sẽ là check in để mình kiểm tra thông tin tên của mình cũng như là phòng của mình. Mình sẽ nhận phòng ở cái khu vực nào. Từ sảnh nhìn ra thì mọi người sẽ thấy một cái view rất là rộng, tại vì hòn đảo này nó chỉ có duy nhất mỗi cái khách sạn resort này thôi. Nhìn ra mình sẽ thấy bao quát một cái khung cảnh là biển và những cái hòn núi hòn đảo lân cận. Mình vừa kiểm tra với bạn nhân viên thì mình nhận phòng 105. Phòng 105 nó là phòng đơn. Rồi để giờ bây giờ mình sẽ vào phòng để xem là trong phòng gồm có những cái vật dụng gì nha. Ok, bây giờ có một cái két sắt ở bên dưới nè, ở trên thì có ấm siêu tốc, trà, cà phê. Cũng rất là phổ thông giống như những cái khách sạn truyền thống khác. Bên trong thì thiết kế theo kiểu hiện đại. Mình có một cái tivi lớn xem, rồi có những cái đèn họ làm bằng tre nứa giống như kiểu Việt Nam mình để trang trí ha. Rất là, mình thấy cũng rất là đẹp. Giường này là giường đơn. Rồi từ phòng mình khi mình nhìn ra bên ngoài thì mình sẽ có một cái view biển, nhưng mà không phải là trực tiếp với biển, tại vì nó còn một cái dãy phòng. Một trong những cái điều mình đi nghỉ dưỡng mình thích nhất là trải nghiệm về món ăn. Mình vừa order rất là nhiều món, mình có salad, rất là các loại rau củ quả nè, với cheese, rồi trái cây, bánh mì, súp hải sản, cơm chiên, cộng với món tráng miệng là kem. Rồi ăn xong thì mình sẽ ra, buổi tối mình ra cái chỗ, cái cầu gỗ này để mình ngồi. Rồi không khí rất là dễ chịu, bình yên. Tại vì chỗ này thì xung quanh mọi người thấy rồi đó, rất là đẹp.